Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay, tìm gửi của chú chị mình hình ảnh của hai con đực tô bê lỡ ra. Đó, bò này 9 tháng chứ 9 tháng mấy thì của chú chị. Đó, nhưng mà hai con bò này thì biên lực ha, cơ đùi cơ bắp đồ thì nói chung thì lực lạc. Đó, cấp mình thì rất hay. Đó thì em quan sát thì hai con thì đều chim móng sò của chú chị thì cấp rất to. Đó thì con này là em đo là chiều cao 1m17, 1m18 mà cũng như vậy. Rồi con này thì nó không co hung nha, nhưng con này nó biên lực, nói chung thì nó cũng lớn tháng rồi. Đó, con này thì chiều cao 1m24. Đó, của chú chị nào thấy ưng hai bò này cứ liên hệ xuống phòng để cùng mình. Muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà của chú chị mình điện trực tiếp ha. Nó tướng tá cấp mình nè của chú chị. Đây. Nó tướng tá dài đòn lực lạc ha. Đó, đây xương sóc nè của chú chị. Nó hai con ba bê này nói chung thì xương sóc thì cũng rất to. Nó không có bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì ha. Nói chung mình tức kỳ hình em cũng thương lượng xác giá cho bà con mình rồi, em cũng có quan sát chân móng rồi. Đó, nói chung là độ pin lực thì dữ dằn luôn nha cô chú chị. Đây, đít nở dài nở nha. Đó. Đây con này nè, pin lực cho cô chú chị. Cấp mình con này có sừng ha. Đó thì hai con bò này chủ nhà bán giá là 47 triệu. Đó, giá 47 triệu này chốt luôn không còn thương lượng nữa nha cô chú chị. Nói chung thì bò này cũng lỡ bò rồi. Đó cũng lớn tháng rồi ha, cấp mình dài đòn. Đó, đít nở dài nở đó cô chú chị. Đó. Đó thì đực này là đực 9 tháng mấy 10 tháng tuổi rồi ha, 9 tháng mấy tuổi rồi. Đây tướng tá cấp mình nè, cô chú chị thấy không? Đó, dắt dài đòn ha, đực lạc. Tự nhiên chung cái đầu vô đó. Sửa lại coi. Đây tướng tá nè cô chú chị, con bên đây nè, pin lực khỏi nói con này nè. Đó, pin lực là dữ dằn luôn. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng ai đực này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà cho chú chị mình điện trực tiếp ha. Đây mặt bài nè của chú chị, mặt bự ha. Đó con nào cũng lấy mặt bự nè. Đó mặt bài nè thấy không. Đó miệng thì miệng chậu ha. Đó mấy con bò này bắn đùi lớn lắm nghe chú chị, nó thấy bắn đùi hết hay không. Đó thì giá hai con là 47 triệu. Đó thì chú chị nào thấy ưng hay thì gọi lên đó. Còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Đây hai chân trước nè cô chú chị. Đó chân móng thì hoàn thiện ha, không có ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đây. Đó chân móng nè cô chú chị thấy không. Đó giá là 37 triệu. Đó cô chú chị nào thấy ưng hai bò này cứ liên hệ xuống phòng để tình hình. Cũng muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em. Đó sẽ nhắn tin số chủ nhà cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó thì em kinh doanh nuôi bò Bến Tre, bắt sống lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày. Đó bà con nào muốn mua bò giống béo bình sẵn giờ 2 khung giờ đó. Đó có ưng thì điện cho em ha. Đó còn không ưng thì mình đợi kiếm cặp khác. Nói chung thì hai con này thì được lỡ nha cô chú chị. Đó tướng tá cấp mình nè, dài đòn nè thấy không. Đó pin lực. Đó xương sóc nè ha, chân cẳng. Đó cấp mình con nào cũng lấy dài đòn, bắn đùi lớn. Đó con nào con ấy nè cô chú chị. Đó giá là 47 triệu lợi. Đó thì cô chú chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đây đít nở dài nở nè. Đó sân lưng nè cô chú chị thấy không. Đó đít nở dài nở ha. Đó nói chung thì dòng ba bê thì hiện tại ba bê nó đang mắc hơn kem nha cô chú chị. Đó nhưng hai con này thì lỡ bò rồi. Hai đầu sừng nè. Đó hai chân trước nè cô chú chị. Đây hai chân trước bên đây nè ha. Chân trước con bự bên đây nè. Đó, chân móng thì hoàn thiện ha, không ốp xe là xuống lúng xuống ruột gì. Đó thì hình ảnh và giá cả của hai đực lỡ này thì em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị được rồi. Đó cô chú chị nào thấy ưng hai đực này cứ liên hệ xuống phòng để tình hình. Muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Rồi thì hình ảnh và giá cả hai đực em gửi đến cho cô chú chị xong. Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị mình hình ảnh của bốn con đực cam và con đực ba bê ha. Đó bò này thì lụng 5 tháng tuổi không nè cô chú chị. Đó nhưng nói chung thì mấy con ba bê này thì đó bên đây thì có mấy con cũng găng ha. Đó thì có mấy con cũng pin lực nè cô chú chị.
Đó thì mấy con bò này chiều cao nó dao động là từ 1m08 tới 1m12 bò cô chú chị. Đó dao động từ 1m08 tới 1m12 ha. Nói chung thì em cũng đo phỏng phỏng mà. Chung thì đo thì nó cũng xin xích phân này cô chú chị mình cũng thông cảm ha. Đó thì ở đây em phân là hai lô. Đó thì cô chú chị nào muốn mua cái nào mua ha. Đó pin lực nè, đít muối nha cô chú chị. Đó tướng tá cấp mình khỏi chơi ha. Đây nói chung bò nhỏ tháng thì xương sóc cũng tung tung nha cô chú chị. Nói chung thì đó tại vì nó cũng hơi nhỏ tháng. Đây. Đó thì em phân ra hai con đầu đây nè. Con này với con này nè cô chú chị. Đây tướng tá mặt mày nè. Nói chung thì bò cũng nhỏ tháng ha, nhưng mà bò thì cũng pin bọng nha cô chú chị. Đây lưng đít nè. Đó cô chú chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Nói chung thì trước kia thì em cũng quan sát thật kỹ rồi, mấy con bò này không có bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột thì nghe cô chú chị. Đó cái cặp kem này nè, hai con này nè cô chú chị. Cái con kem bông này nè, cái con này nè, trứng kế đây nè. Đó hai con này thì chủ nhà cũng bán giá là 27 triệu. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Em tin số nhà cô chú chị điện trực tiếp ha. Đó xương sóc là cô chú chị. Nói chung thì mấy bò này qua sát chân móng thì đều chân móng sò hết trơn á. Đó chân móng thì đều chân móng sò ha. Đây tướng tá cấp mình nè. Đây đít nè cô chú chị. Đó nói chung thì nó còn hơi nhỏ tháng ha. Mới 5 tháng tuổi. Đó lưng đít nè. Đây nhưng mà bò nhỏ tháng nhưng mà con này thì kiểu mẫu nha cô chú chị. Đó con này thì kiểu mẫu nha, hai con đầu tiên này nè, thời giá là 27 triệu. Đó thì cô chú chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại nữa, em để tấm màn hình. Đó giá 27 triệu này chốt luôn không còn thương lượng nữa nha cô chú chị. Đó, một con F2 một con F1 ha. Đó tướng tá nè, pin bọng nè, thấy chưa? Đó con này thì kiểu mẫu rất đẹp nha cô chú chị, mặt ngoài nè. Đó mặt cục thấy không, mặt cục miệng cộng nó sẽ sâu ha. Đó cô chú chị thấy không, đó con này với con bông này là 27 triệu. Nói giá này thì chốt luôn không còn thương lượng nữa nghe cô chú chị. Đó đây con này. Đó còn ba con này thì đít thì khỏi nói. Con ba b thì nói chung thì con ba b thì không bằng hai con kem cô chú chị. Hai con kem này đít được muối á, kem này đít muối nè. Đó đít nở dài nở ha, lưng nè cô chú chị coi nè, khắp mình nè, tướng tá nè. Đó, nó có cái eo như con ếch luôn cô chú chị. Đít con nào con ấy nè, khỏi nói ha. Đó này là muối nha cô chú chị. Đó chân móng nè. Đó ba con này thì cũng nói chung thì cũng chân móng hoàn thiện ha. Đây ba b này đít cũng dữ lắm nghe cô chú chị. Nó cũng đít nở này dài nở ha, khắp mình thì rất hay. Đó thì ba con này nè, con ba b này với hai con kem đít muối này nè cô chú chị. Đó là cầu bằng ba con luôn ha, là 16.500.000 một con. Đó thì cô chú chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em nhắn tin số chủ nhà cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó cô chú chị thấy cái dàn đít không, nói chung thì nó mới 5 tháng tuổi nha cô chú chị, cũng nhỏ tháng. Đó nói chung thì pin lực ha. Đây hay tướng tá nè cấp mình nè cô chú chị. Đó cấp mình lực lạc khỏi nói ha, đít nở dài nở. Đó ba con này nè cô chú chị, đó là giá là 16.500.000 một con. Đó cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại nơi tân hình. Đó 16.500.000 là cầu bằng ba con nha cô chú chị. Nó còn muốn mua lẻ thì điện cho em sẽ nhắn tin số chủ nhà của chú chị mình mua lẻ từ con ha. Đó con OB này cấp mình nè, cũng dài đòn ha. Đó cũng lực lạc, tích nở dây nở. Đây. Đó pin bọng không? Này con này cái cơ, cái dàn cơ của nó này cô chú chị. Đó thì nói chung thì trước khi em giao bò thì cô chú chị mình kiểm tra bò ha. Đó. Thứ nhất mình kiểm coi bú vộ cẳng không, thứ hai có thằng nước mình ruột ha. Nếu có cái vấn đề đó thì cô chú chị mình khỏi nhận bò ha. Đó cô chú chị thấy cấp mình không? Đó thì mấy con bò này dao động từ 9 tấc 8
8 tới 1m 12 ha, 12 bò ha. Con này con lồng này lực này hình như 9 cấp 8, 9 cấp 9 gì nè của chú chị. Nhưng mà bên lực ha. Đó, sướng tá bên lực nè. Đó, thấy đít nó muối muối tơn thấy không? Đó. Con này cũng vậy nữa nè, con này cái dàn đít cũng hết nói nè của chú chị. Đó, hai con kem đít muối này với con bơ bê này giá là 16.500.000 một con. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại để đồng hành. Không muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em nhắn tin số chủ nhà của chú chị mình điện trực tiếp em. Đây con này nó có cái eo thắt luôn ngay đây nè cô chú chị. Đó, con này nó làm như cũng như con ba bê kem vậy cô chú chị. Con này nè. Đó, con này cũng như con ba bê kem vậy ha. Nhưng mà nói chung là chứ không phải kem nữa, mà nói chung là nó dạng đít muối á. Cái kem. Đó, những hai con này thì F2 ha. Đó, còn tướng tá con ba bê nè, tướng tá của mình nói chung cũng kiểu mẫu nha cô chú chị. Đó, 16.500.000 một con. Cô chú chị nào ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để đồng hành. Đó, còn muốn hưởng thương lượng tiền xe tiền cậu thì điện nha, nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình thương lượng tiền xe tiền cậu ha. Đây lưng nè, đó đít nở dài nở cô chú chị, lưng thì cũng lưng đôi ha. Đó, đít con kem nè, thấy con ba bê kem này hết ăn không. Đây con này tướng tá lực lạc nè cấp mình nè, khỏi nói luôn không, như Lý Đức không, lực cơ cục cục luôn của chú chị. Đó đây này, còn cặp này là giá là 27.000.000 nè cô chú chị. Đó cô chú chị nào muốn mua một cặp thì mua cặp này ha. Rồi thì hình ảnh và giá cả của mấy đực này thì em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị rồi. Đó thì cô chú chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại để đồng hành. Muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó thì bò này thì nào lụng 5 tháng tuổi của chú chị. Đó, con này với con này là 27.000.000 ha. Con này thì cấp mình thôi, lực lạc nè, cũng lực lạc nha chú chị. Đó, con này thì cũng F2 nè. Đó, chân móng thì đều chân móng sò ha, không bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó thì hình ảnh và giá cả của mấy đực này em gửi đến cho đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó thì cô chú chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại để đồng hình. Muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp. Đó thì hình ảnh và giá cả của mấy đực này em gửi đến cho cô chú chị mình xong.